Các nguồn tin tình báo Ukraine cho biết, đêm qua, các máy bay không người lái của nước này đã tấn công nhà máy sản xuất vũ khí Vodolov ở thành phố Zhezhin, tỉnh Nizhny Novgorod của Nga. Theo tờ The New Voice of Ukraine, máy bay không người lái UAV của cơ quan an ninh Ukraine (SBU), lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) và tổng cục tình báo (SUA) đã phối hợp tấn công. Mục tiêu bị nhắm tới là một phần của tổ hợp quân sự công nghiệp Nga và đã bị Liên minh châu Âu, EU và Mỹ trừng phạt vì các sản phẩm của cơ sở này được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga. Ukraine cho biết nhà máy Vodolov sản xuất thuốc nổ, đạn pháo, bom, đầu đạn tên lửa chống tăng và đầu đạn cho hệ thống tên lửa phòng không. Cơ sở này nằm cách biên giới Nga và Ukraine 900 km. Một nguồn tin tình báo Ukraine cho hay cuộc tấn công trên nhằm giảm khả năng quân sự của Nga. Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Zhezhin của Nga vào đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 10. Theo hãng tin Astra của Nga, nhà máy Vodolov, một phần của tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga, đã bị tấn công. Sau đó, thống đốc vùng Nizhny Novgorod Lipnikitin cũng xác nhận có một cuộc tấn công cục bộ nhắm vào một khu công nghiệp bên ngoài thành phố chính của vùng. Cách tiền tuyến 800 km, hãng RT dẫn thông báo ngày 20 tháng 10 của Bộ Quốc phòng Nga như sau: Các lực lượng Nga đã phá hủy hơn 100 UAV của Ukraine đang cố gắng nhắm vào các cơ sở ở một số vùng vào đêm qua. Theo đó, hệ thống phòng không đã chặn hoặc phá hủy 110 UAV của Ukraine, trong đó 43 chiếc bị bắn hạ trên vùng quốc gần biên giới. Nhiều UAV bị bắn rơi ở vùng Lipetsk, Orion và Nizhny Novgorod, Belgorod và Bryansk, Moscow. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở sâu bên trong Nga, với các cuộc đột kích nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác.